Bố tôi là tỷ phú giàu nhất cả nước, mẹ tôi là trùm xã hội đen. Để giúp cô em họ nghiện đọc tiểu thuyết tình ngộ, tôi đã dùng đủ mọi cách. Không ngờ em ấy vẫn mê muội, nhất quyết đòi kết hôn với anh chàng bạo lực trong tiểu thuyết. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày đính hôn của em gái tôi. Tôi rất vui mừng cho em ấy. Lâm Như Yên tưởng tôi ra ngoài để điều hòa mọi chuyện. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt biết ơn. Tôi nghĩ lại, chốc nữa Lâm Như Yên sẽ không cười nổi đâu. Mặc dù cô ấy vì đàn ông mà cắt đứt quan hệ với gia đình chúng tôi, cũng không cần chúng tôi tặng của hồi môn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chúc phúc cho em ấy. Dù cuộc sống sau này có thế nào, hy vọng Lâm Như Yên có thể làm được lời cô ấy nói. Tôi rút ra giấy cắt đứt quan hệ lúc trước, giả vờ buồn bã lau nước mắt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Như Yên và Vương Tử Hào, tôi đã tìm hiểu trước tính cách của mẹ con Vương Tử Hào chắc chắn sẽ không chịu thiệt và sẽ nổi giận trước mặt mọi người. Em gái yêu quý của tôi không biết, rời bỏ mái ấm gia đình không biết em gái liệu có chịu nổi không. Nhìn Lâm Như Yên đang phải chịu trái tim tổn thương, mẹ con nhà Vương Tử Hào đến đòi công lý. Trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình như thế. Cho dù Lâm Như Yên thật sự bình thường, thì người khác cũng nghĩ con bé bị tâm thần. Anh trai, anh đã hứa cho em của hồi môn mà, cả chi phí khách sạn này nữa. Lâm Như Yên, chính em đã nói không cần bọn anh cho gì, còn nói sau này Vương Tử Hào sẽ cho em tất cả những thứ tốt nhất. Nghe vậy, mẹ Vương Tử Hào tức giận, kéo Lâm Như Yên ra rồi bắt đầu chỉ tay mắng tôi. Làm cha mẹ và anh trai mà lại không lo cho em gái, thế gian này làm gì có đạo lý này. Con trai tôi sau này sẽ là một ông chủ lớn, gia đình các người sẽ được nhờ vả theo. Không có của hồi môn, con trai tôi lấy một đứa con gái không biết nấu ăn, không biết giặt giũ lại còn làm loạn thì sao được. Bà ta trừng mắt nhìn Lâm Như Yên một cái, nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét. Đừng tưởng tôi không biết các người nghĩ gì trong lòng. Các người buồn xỉn, có lẽ nghe thấy em gái cậu nói con trai tôi có đầu óc kinh doanh giỏi, cho nên chỉ muốn gả về đây một cách dễ dàng thôi phải không? Nghe câu nói này, mấy người ở đây biết Vương Tử Hào là loại người thế nào, lập tức cười lớn. Lâm Như Yên xấu hổ đỏ bừng mặt. Vương Tử Hào đã chịu đủ màn kịch này rồi, bắt đầu thương lượng với tôi. Đã như này tôi nói thẳng cho anh biết, đứa con gái anh mang trong bụng không phải con tôi. Bây giờ cô ta cũng không lấy chồng được nữa, anh cứ cho chút tiền thì bọn tôi nhận cô ta, cũng đỡ phiền phức cho mọi người. Tôi cười lạnh, anh nói câu này khác gì bọn tôi giống như bọn buôn người. Chính các người nói muốn ở bên nhau, cô ấy có làm loạn hay không thì không liên quan gì đến tôi. Thấy tôi không nhượng bộ, bà ta lập tức nổi điên. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hạo Nhiên, cậu ta xông lên đá ba người một cái. Lâm Như Yên hét lên bò dậy từ dưới đất về phía tôi, nhiều lấy ống quần của tôi, van xin tha thứ. Anh, em sai rồi, anh đưa em về nhà đi, em muốn về nhà, em sẽ không mơ mộng viển vông nữa. Vương Tử Hào căn bản không phải nam chính của em, anh ta chỉ là một con vật biết đánh người. Em nói rồi, em không làm những việc khiến bản thân phải hối hận là em tự chọn lựa, sao lại bắt bọn anh gánh chịu lỗi lầm của em? Các người đã đăng ký kết hôn rồi, tôi là người ngoài, có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của các người chứ? Tôi vô cùng ngầu, đứng dậy rời đi. Phía sau là tiếng Lâm Như Yên khóc thét và âm thanh đập bàn ghế của ai đó. Nhưng tất cả những điều này đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Kỳ nghỉ cũng không dài, chỉ còn 2 ngày nữa là tôi phải rời đi đến trường. Sau tiệc đính hôn của Lâm Như Yên và Vương Tử Hào, họ chuyển đến một ngôi nhà cũ nát ở nông thôn. Ngay lúc tôi đang thu dọn hành lý, điện thoại đột nhiên reo lên. Có phải anh Lâm Hạo Thần không? Chúng tôi là từ đồn cảnh sát, phiền anh đến đây một chuyến. Cảnh sát ở đồn giải thích với tôi, tình hình là như thế này. Lâm Như Yên bị bạo hành gia đình trong thời gian dài, dẫn đến tâm thần mất kiểm soát. Cô ta đã cắt cổ quý của Vương Tử Hào, nhưng do hiện tại cô ta đang trong giai đoạn mang thai, lại mắc chứng bệnh tâm thần, chúng tôi tôn trọng ý muốn của cô ta, mời anh đến đây để khuyên giải. Trong phòng thẩm vấn, tôi và cảnh sát đứng cạnh nhau. Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Như Yên, cả nhà Vương Tử Hào đã chết như vậy sao? Lâm Như Yên thấy tôi kích động không thôi, còng tay khiến cô ấy không thể nhúc nhích. Anh đến đón em về nhà phải không? Đột nhiên cô ấy lại chuyển đề tài, nói về chuyện ở trường của mình. Tôi mới biết được tại sao cô ấy lên đại học lại thay đổi lớn như vậy. Cô ấy say mê tiểu thuyết ngôn tình, tìm được việc làm ở công trình xây dựng của trường và quan hệ với nhiều công nhân nam. Tình cờ phát hiện mang thai, chọn một người giống nhân vật nam chính nhất trong tiểu thuyết, chính là Vương Tử Hào. Đều tại các người, nếu các người không cản em đã sớm trở thành nữ chính tiểu thuyết rồi. Nói là vì tốt cho em, các người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, còn đổ lỗi cho rằng em bị bệnh. Các người mới là đang bị bệnh, sao nữ chính lại có thể bị bệnh chứ? Cô ấy vật lộn chửi rủa bậy bạ. Vì tốt cho em là sao? Em suốt ngày tưởng tượng mình là nữ chính trong tiểu thuyết, gây bao nhiêu phiền phức cho người khác. Bố mẹ em đều không nản lòng dọn dẹp hậu quả cho em, cuối cùng em còn cho rằng họ đổ lỗi. Vẻ mặt tức giận ban đầu của Lâm Như Yên bắt đầu chuyển sang khóc. Các người có ích gì không? Em bị bạo hành gia đình, các người đều không giúp em. Tôi hít sâu một hơi và nói chuyện với cảnh sát bên cạnh. Không cần nói ra điều đó, thật sự bệnh chính là thích mơ mộng giữa ban ngày. Tôi đề nghị các anh tìm bác sĩ chuyên nghiệp đến khám. Rồi quay đầu nhìn Lâm Như Yên, đó là do em tự chuốc lấy. Tôi đã đưa cho em xem bằng chứng Vương Tử Hào có khuynh hướng bạo lực, em nói đó là khí chất đàn ông, nam chính thổ lỗ đều như vậy. Vậy tôi biết làm sao đây? Tôi cũng không có tư cách quản em. Chào tạm biệt cảnh sát. Tôi rời khỏi đồn cảnh sát không lâu, khai giảng năm 3 đại học, cổng trường chật kín tân sinh viên năm nhất. Một cậu bé nhỏ nhắn bị một nhóm chị gái vây quanh. Chị gái, em cho chị 100 đồng, chị cho em cưới ngựa lớn một chút nhé. Bạn nhỏ thật dễ thương. Được thôi, được thôi. Đây không phải Vương Tuấn Kiệt năm 3 trường mình sao? Cậu ta lợi dụng dáng người nhỏ bé, lại đang lừa tân sinh viên cho cưỡi ngựa lớn kia. Đột nhiên một chiếc Maserati lái vào khuôn viên trường, cả trường đều xôn xao, mọi người bàn tán rôm rả. Là công tử nhà giàu nào thì đỗ vào Nam Đại vậy? Đó không phải là công tử của tập đoàn Lâm thị sao? Tôi nhìn biển số xe quen thuộc, chìm trong im lặng.
Sao tôi không biết? Ngoài tôi ra cha tôi còn có một đứa con trai khác ư? Sau đó tới cửa phòng ký túc xá bên cạnh, vừa đúng lúc gặp công tử đang bị một nhóm người vây quanh nịnh nọt. Không ngờ lại có thể ở chung phòng với anh ông nha. Thật may mắn quá. Đúng vậy, đúng vậy. Chào anh ông nha. Em tên là Thiên Dương. Cậu ta tên Thiên Hạo. Nhìn từng tên nịnh nọt vô duyên này, tôi cảm thấy vô cùng ngán ngẩm. Hai tên tay sai thấy tôi lập tức nói: tên nhà quê từ đâu đến vậy? Gặp anh ông nha mà cũng không chào hỏi. Tôi đảo mắt, lời tranh cãi với họ. Ông nha kia thấy tôi thì liền khinh bỉ: thế giới của người nghèo. Tôi không hiểu nổi. Rõ ràng đã nói với bố phải lấy chiếc xe bình dân thôi. Cuối cùng ông ấy vẫn chọn chiếc Maserati từ trong gara. Thiên Hạo và Thiên Dương lập tức phối hợp phát ra âm thanh ghen tị. Chiếc Maserati đó hẳn không rẻ đâu nhỉ? Cũng bình thường thôi. Chiếc xe hôm nay là quà bố tặng tôi lúc trưởng thành. Lúc đó khan hiếm, bố tôi đã bỏ ra hơn 4 triệu mới mua được. Khi giấy báo nhập học gửi về nhà bố còn định tặng tôi một chiếc nữa, nhưng tôi đã từ chối. Dù sao nhiều xe thế cũng không lái hết. Hơn 4 triệu cơ à? Anh ông nha giỏi quá. Chưa kịp để tôi nói gì, ông nha lại chĩa mũi dùi vào tôi: đôi giày rách này của cậu, tôi khuyên cậu nên vứt sớm đi. Không có tiền mua thì tôi có thể cho 200. Gọi tiếng anh ông nha là được. Tôi ném cho cậu ta cái nhìn như thể nhìn thằng ngốc. Nói như thật không bằng, người không biết còn tưởng nhà cậu thật sự rất giàu. Nụ cười trên mặt ông nha đông cứng, lập tức sầm mặt xuống. Anh nói gì cơ? Tôi ném cho họ một cái nhìn khinh bỉ. Maserati là mẫu xe của 2 năm trước, phiên bản đầy đủ nhất cũng chỉ hơn 3 triệu. Có quan hệ thì với 3 triệu là lấy được. Ở đây cậu còn nói khoác thêm. Tôi buông lại câu nói đó rồi trực tiếp bỏ đi. Lúc đến, bố đã dặn dò tôi phải mang quà cho hiệu trưởng mới tới. Sau đó tôi đến phòng hiệu trưởng. Tôi đẩy cửa bước vào, hiệu trưởng đứng dậy đón tiếp. Hạo Thần, sao cháu lại tới đây? Tôi để túi lên bàn, cầm lấy nước của Cao Khởi Cường uống một ngụm, có chút không hài lòng. Trà hoa đinh này của chú, mùi vị như cỏ lợn thối vậy. Cao Khởi Cường cũng tỏ vẻ buồn bực, mấy năm nay cứ ở ngoài chưa về nhà nên không uống được trà nhà. Tôi chỉ vào cái túi trên bàn: bố đặc biệt nhờ cháu đem đến cho chú trà kim qua. Ngày khác về nhà, cháu sẽ mang trà chu khả tâm mỹ bảo sơn ở nhà đem đến cho chú. Khởi Cường lập tức mắt sáng rỡ: thật à? Tất nhiên là thật rồi. Nói chuyện phiếm xong, tôi hỏi đến chuyện chính: chú này, ký túc xá bên cạnh cháu có phải có người tên ông nha không? Cao Khởi Cường nghĩ một chút: có một người, đó là con trai của tài xế mới đến nhà cháu. Chú cố tình cho nó ở phòng bên cạnh để nó chăm sóc cho cháu. Ông nha dám kiêu ngạo như vậy, xem ra vẫn chưa biết thân phận của mình. Sau đó tôi hỏi Cao Khởi Cường: chú đến trường khi nào? Vừa đến, chú ấy chắc là không biết. Trước đây ông nhà đã gây chuyện ở cổng trường. Thấy tôi không nói gì, Cao Khởi Cường lại hỏi: sao vậy, cháu không thích tên ông nhà đó à? Hay để chú cho nó thôi học nhé. Không sao đâu, mình muốn xem thử tên ông nhà này rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó nói chuyện thêm vài câu rồi đi ra từ phòng hiệu trưởng. Tôi thông thả đến căng tin, tôi tùy tiện ăn chút đồ. Béo Đạt ở bên cạnh đang lướt điện thoại. Tôi phát hiện có một bài đăng bầu chọn hoa khôi trường. Đại ý là tân sinh Lục Xuân Kiều dựa vào vẻ đáng yêu dịu dàng của cô đã trở thành tân sinh hoa khôi. Lúc này tôi đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng hét chói tai: cậu xem bên kia kìa, có phải là Xuân Kiều? Sao mà trông giả tạo quá vậy? Tôi đang ăn cơm, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu nhìn, lại là ông nha, cầm hoa hồng bước đi với khí thế ngùn ngụt. Phía sau còn theo sau hai thằng đàn em, người không biết còn tưởng là minh tinh nào đến. Ông nha ngẩng đầu ưỡn ngực, hất cằm lên, đi thẳng đến một bàn ăn. Tôi nhìn cô gái ngồi ở bàn ăn có vẻ hơi quen mặt. Đây không phải là tân hoa khôi Lục Xuân Kiều mà Béo Đạt vừa nói sao? Vì trước đó ông nhà đã gây chú ý, cộng thêm danh tiếng tân sinh hoa khôi của Lục Xuân Kiều, giờ nhiều người đều tò mò và hóng chuyện. Làm bạn gái anh đi nào cô nương, Lục Xuân Kiều vừa định nói, ông nhà đã giơ ngón tay trỏ đặt lên miệng cô ấy. Đừng vội từ chối nhé, anh sẽ cho em một điều kiện không thể từ chối được. Ông nhà mỉm cười nhẹ, đổi ngón tay trở thành ngón cái, lau một cái ở khóe miệng Lục Xuân Kiều. Dính tương rồi này, nói xong rồi liếm sạch thức ăn thừa trên ngón tay. Nhìn cảnh này, tôi ngạc nhiên vô cùng, đây là chiêu thức xén xúa của mấy ông chủ tịch tập đoàn trong phim mà. Tên ngu này không thể học cái tốt được à? Sau đó ông nhà tiếp tục nói, làm nữ nhân của anh tặng em một chiếc đồng hồ Cartier thì sao nhỉ?